Thưa các bạn, khi nhắc tới những nguyên liệu để trộn giá thể trồng hoa hồng ở trong chậu hay ngoài những bầu đất, không ai không biết tới những chất hữu cơ làm tơi xốp, thông thoáng giá thể để tạo điều kiện cho bộ rễ cây hoa hồng phát triển tối đa. Ngoài sơ dừa, chấu tươi hay một số chế phẩm nông nghiệp, thì xì than lò tổ ong là một lựa chọn không thể tốt hơn cho chậu hoa hồng nhà các bạn. Hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2019, nhân tiện chậu hoa hồng bắt đầu phủ lớp xì than lò cuối cùng lên những chậu hoa hồng 9 tháng tuổi, mà theo kỹ thuật chăm sóc của chậu hoa hồng thì 5 tới 10 năm tới không hề phải bới bón gì dưới lớp than xỉ này, mà chậu hoa hồng nhà bạn hàng năm vẫn xanh mướt và trổ hoa rực rỡ. Vậy nguyên nhân nào đã tạo ra điều kỳ diệu này từ những viên xỉ than lò tổ ong? Mời các bạn hãy hướng lên màn hình xem những thao tác kỹ thuật trực quan của ông già làm vườn và nghe chung hoa hồng lý giải vì sao và như thế nào lại có chuyện không tưởng này. Xin mời các bạn. Đây là số lượng xỉ than lò tổ ong mà chung hoa hồng đã chuẩn bị rất nhiều tháng nay. Thưa các bạn, nói đến xỉ than tổ ong, mình nghĩ rằng tất cả xung quanh nơi bạn sinh sống, dù các bạn ở vùng miền nào, thì nó vẫn rất sẵn. Rất sẵn các bạn ạ. Cho nên cái thứ nguyên liệu này, theo được như mình biết và mình đã áp dụng cho rất nhiều chậu hoa hồng qua rất nhiều năm qua, thì đây là một chế phẩm, đây là một loại vật liệu để trộn giá thể không thể tốt hơn. Nếu các bạn có sự lựa chọn thay vì chấu hoặc sơ dừa thì mình khuyên các bạn nên chọn than tổ ong. Các bạn đang nom thấy mình vén cái lần phân trộn cũng đa số 30% là than tổ ong, các bạn nom thấy không? Mình bới ẩn cái đất. Đây là cái chậu hoa hồng mình chuẩn bị để lấp phủ một lớp than tổ ong cuối cùng lên mặt chậu. Các bạn ạ, mình bới đấy. Và cái số lượng đó cũng là chủ yếu là than tổ ong thôi các bạn ạ. 30% than tổ ong. Như mình đã chia sẻ với các bạn ở một số bài viết về trộn giá thể cho hoa hồng. Và than tổ ong đã qua được nhiệt luyện. Khi chúng ở trong lò ở nhiệt độ hàng nghìn độ, mình không nghĩ là nó cao đến hàng nghìn độ đâu, nhưng qua cái sự nung nóng trong lò thì nó cũng tạo ra một loại khoáng chất đặc biệt là kali các bạn ạ. Cho nên tất cả những cây thực vật nếu đủ các loại xỉ than hay cho chấu đều xanh tốt và cho ra những kết quả như củ và hoa quả rất là khả quan các bạn ạ. Chính vì vậy mà mình đã áp dụng và cho nên đã ra những kết quả những chậu hoa hồng của mình như các bạn đang nom thấy, lá xanh các bạn nhé. Và cái đặc biệt hơn mình muốn chia sẻ với các bạn tại sao lại lấy than tổ ong, vì nó có rất nhiều yếu tố để tạo nên giá thể cho cây trồng ở trong chậu. Ví dụ như nó làm thoát nắng, cái nóng trong mùa hè khi trên mặt chậu được tơi xốp các bạn nhé. Thứ hai, khi bạn tưới nước trên mặt chậu qua nhiều lần tưới trong vòng hàng năm và nhiều năm, nếu như bạn không có lớp xỉ than này, nó sẽ chai mặt chậu, làm kín lấp những cái lỗ thông thoáng của chậu hoa hồng và sẽ làm ủ nhiệt trong những ngày nắng nóng.
rất nguy hại cho chậu hoa hồng. Các bạn nói với những chậu hoa hồng 9 tháng tuổi của mình đang ra mầm, đang ra lộc, các bạn nắm thấy không? Đây mình sẽ thực hành cho các bạn. Mình phủ một lớp lên bên trên mặt chậu các bạn nha. Và lấy cái bay dẹn cho nó xuống phẳng phiu. Nhớ là các bạn xuống dưới mặt chậu thì các bạn tưới nước vào thì nó mới không tràn. Nếu bạn ở không gian hẹp, ví dụ nhà hoặc ban công của các bạn. Các bạn ạ, bạn kéo bạn chỉ làm dưới mặt chậu thôi. Mình lại nói tiếp về công dụng của than sỉ đỏ. Nếu như bạn không trộn hoặc trộn chấu hoặc sơ dừa, bạn để hai chậu hoa của nhà bạn đối xứng. Các bạn lưu ý này, phải đối xứng các biện bạn mới biết công dụng của nó. Còn nếu bạn chỉ trồng không đối xứng để có những cái chứng minh cho những loại vật liệu để làm ra thể trồng thì các bạn không thấy được. Các bạn nhé, các bạn phải đặt đối xứng các bạn mới biết được. Cho nên ngoài cái dưỡng chất mà cái sự nung nóng nó tạo nên cho sỉ than lòa thì nó cũng tạo nên sự thông thoáng và rất nhiều lợi ích như mình vừa mới chia sẻ với các bạn. Một điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây, tại sao lại 5-10 năm không hề phải bới bỏ. Mình làm lần này là lần cuối cùng cho chậu hoa hồng 9 tháng tuổi của mình cho 5 đến 10 năm tới. Vì thưa các bạn, mình không muốn rằng mỗi khi chậu hoa hồng của chúng ta lại phải bới bón lên, việc đầu tiên là hại bộ rễ. Việc thứ hai là mỗi khi các bạn bới bón lên, bới gốc bón cho cây hoa hồng này, nếu các bạn bón phân hữu cơ hoặc bới bón một thứ nào đó mà nó vẫn còn những cái mùi không được chuẩn thì sẽ làm mất vệ sinh không gian bạn đang sinh sống các bạn ạ. Cho nên từ 9 tháng tuổi này trở đi, mình chỉ chăm sóc những cây hoa hồng này bằng phân vô cơ. Mình không muốn nói là suốt vòng đời của chậu hoa, nhưng 5 đến 10 năm vẫn rực rỡ và lá xanh mướt là mình khẳng định với các bạn điều đó là chính xác. Mình sẽ liên tục quay và review cho các bạn những chậu hoa hồng này những tháng năm tiếp theo để các bạn chứng thực đó là một điều chính xác. Những bông hoa hồng các bạn đang nom thấy rực rỡ kia là ở lứa hoa trước, cách đây tầm cỡ 20 ngày đến 25 ngày. Còn lứa này nó đã to cành hơn, mập mạp hơn, rộng tán hơn nhiều các bạn ạ. Qua 25 ngày, bởi vì mình đã cắt cành cho nó các bạn nhé. Và mình hy vọng từ ngày mùng 5 đến ngày 15 tháng 11 âm lịch, trong khoảng một tuần lễ đó, nếu thời tiết bình thường và nó sẽ lâu hơn một chút nếu thời tiết rét đậm và sẽ sớm hơn một chút nếu thời tiết nóng, những chậu hoa hồng này sẽ rất rực rỡ các bạn ạ. Mình lưu ý cho các bạn, thời tiết năm nay rất là khác biệt cho nên ảnh hưởng không tốt tới những cây hoa hồng của chúng ta, nhất là những cây hoa hồng được trồng ở trong chậu. Hôm nay ngày 17 tháng 11, thời tiết ở Bắc Giang đang là 30 đến 32 độ vào buổi chiều các bạn nhé. Nếu như khung thời tiết này mọi năm thì nhiệt độ bây giờ chỉ dưới 20 độ thôi. Nhưng năm nay không biết vì lý do gì mà thời tiết thời khắc này gần hết tháng 10 âm lịch rồi mà vẫn nóng như thế này. Thời tiết nóng là nó không phù hợp với hoa hồng các bạn ạ. Một điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là mình muốn hướng tới một chậu hoa hồng và một trồng trên một giá thể cực kỳ đơn giản mà lại cho những hiệu quả mỹ mãn như các bạn nói tới những chậu hoa hồng của Trung Hoa Hồng trên màn hình. Điều đặc biệt hơn nữa là những giống hoa hồng các bạn
trồng trong cái chậu hoa hồng này là rất đơn giản. Và các bạn, rất đơn giản. Hương, sắc, form lá đều đạt đúng những cái tiêu chuẩn mà những người yêu hoa hồng mong đợi. Rất thơm, lá rất xanh các bạn ạ. Và như mình vừa chia sẻ với các bạn, cái dễ chăm sóc cũng là cái tiêu chí hàng đầu mình muốn dành cho các bạn. Dễ chăm sóc nhưng mà đạt một hiệu quả cao là mình muốn dành tiêu chí cho các bạn. Thưa các bạn, nếu để có một chậu hoa hồng đẹp như Trung Hoa Hồng vừa chia sẻ với các bạn, thì chọn nguyên liệu và trộn giá thể cho một chậu hoa hồng là một điều làm rất cần thiết. Những gì mà Trung Hoa Hồng vừa chia sẻ với các bạn có lẽ cũng làm thỏa mãn phần nào sự tò mò của các bạn. Trung Hoa Hồng hy vọng các bạn sẽ rút ra được một chút gì đó trong bài viết này và áp dụng cho chậu hoa hồng nhà các bạn. Nếu thấy những bài viết này là bổ ích, Trung Hoa Hồng rất mong muốn các bạn hãy đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký. Nếu các bạn đã đăng ký kênh rồi thì sẽ ấn chuông, ấn like và chuông để Trung Hoa Hồng sau khi lên sóng những bài viết sẽ đến ngay những trang của các bạn. Trung Hoa Hồng rất cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết này và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài viết lần sau. Xin cảm ơn các bạn.